Xin chào các bác nhá, lại là em đây. Hôm nay em mời các bác đón xem video kế tiếp của em nhá. Mời các bác đi với em đi du lịch Vũng Tàu 2 ngày 1 đêm Con ước nhá. gì bà mới khóc vậy chứ? Thương con. Hôm nay vợ chồng em con gái nó cho đi du lịch ở Vũng Tàu rồi em sẽ review cho các bác nhá. Gia đình em ăn món gì như thế nào Đỉnh nhá. quá. Kiểu là oan ước gì xong kiểu còn chưa đâu ở đâu thì bà mới khóc chứ. Nhà em nghỉ khách sạn ở đâu nhá, em review cho bạn các bác xem nhá. Nhà em đi từ Biên Hòa xuống đây là buổi trưa rồi. Thì xuống đây chuẩn bị vô ăn trưa nhá. Ăn trưa tại bánh khọt cây vũ sữa ở Vũng Tàu nhá. Ăn thử, nhà em đi Vũng Tàu nhiều nhưng mà chưa ăn thử đây. Hôm nay con gái nó đòi vô đây ăn thử coi như thế nào. Nào mời các bác đi theo em nhá. Quán cây vú sữa này thì nó lâu đời rồi nhưng mà người ta vô đây ăn rất là nhiều. Nhưng nhà em chưa bao giờ ăn đây cả. Đây, quán cây vú sữa này. Gốc vú sữa. Đây, cây vú sữa. Này nhiều ký. Bao nhiêu ngàn? Nhắn tin này theo chồng mình. Ngon đấy. Này nó khô còn chưa? Ngọt nhá. Mình ăn thử rồi, tí là ăn bánh khọt xong mình lại ra mua. Mua vài ký đi vô khách sạn ăn. Đây quán rất là đông nha mọi người. Đông khách không có chỗ ngồi luôn đấy. Đông mà nhà mình không có chỗ ngồi, phải lên lên lầu 2 hay lầu 1 ngồi. Ôi lên à? Đồng thế. Nhà mình là đi hai xe nhưng xe mình là đi nhanh hơn là đi lên trước ngồi trước. Rồi xe mấy đứa nhỏ nó đi sau nó đi ngồi sau. Đông thế này. Mình đi đông mà sao được ngồi bàn này? Đi đông mà sao ngồi bàn này? Đi đông mà sao lại ngồi bàn này? Nhà mình là kêu ăn trước. Để nhà mình ăn thích món nào ăn trước rồi còn trẻ nó đi kêu bàn khác nha mọi người. Và mình kêu hai loại là mực với là tôm bánh khọt hai loại. Cho một chén nước mắm nữa đi. Ê, cho một cái chén này nữa đi. Tôm ở đây. Đây là tôm. Này là gì? Đây hai tôm một mực. Cái bên này là mực à? Mực. Đó, xong cho cái rau này vào đây. Cho mời các bác ăn với vợ chồng em nhá, gia đình em nhá. Rồi nhà em ăn xong rồi giờ bắt đầu đi đến check in khách sạn nha. Đây xe trước của mấy đứa nhỏ đây.
đấy nó ít xương. Hình như ông đi một vòng nữa. Ừ, đi đường này là sai này, đường này đi đường kia là đúng. Ông đi vòng lại. Thằng mập đấy là bạn của thằng kia. Đây là lựa lựa đó. Thằng ngục bồ con tiên tên là gì? Thôi rồi lượm ơi. Thằng này chưa có người yêu sao chứ cứ tìm mình. Phải chị Mai. Vậy hả? Ngày em đến khách sạn rồi nha mọi người. Cái này là dạng như chung cư khép kín ấy. Từng phòng như chung cư ấy mà. Trên hình thấy phòng đẹp lắm nhưng mà chưa vào, giờ vào khám phá nha mọi người. Cái này đại gia đình thì đi cực rẻ nha. Mấy trăm à? Nhà bà còn ở Phú Quốc ở cái chỗ mô dối cơ cú. Thảo tường bờ. Ở đây nó mới nè. Thảo mai mốt đặt đứa con tên là bờ. Tường bờ. Thảo tường bờ. Ờ tường tượng. Một đứa tên bờ, đứa tên tượng cú này. Một đứa tên Thảo Mai cú nào. Một đứa tên là tường bờ. Mình gửi xe dưới hầm rồi, tầng hầm rồi, giờ mình lên chờ nhân viên đưa lên nhận phòng. Coi phòng có đẹp không? Đây, đang ở sảnh này. Chào nhau cái. Hello mọi người, để chào để đến vlog của bố mình. Nhà mình bắt đầu lên nhận phòng nha mọi người, lên lầu 8 nha. Có cô con gái mà khi nào cứ đòi đi với bố mẹ, không chịu yêu ai, cứ không chịu lấy chồng này chết. Năm nay 26, 27 tuổi rồi mọi người. Này sao nó lấy chồng rồi đấy. Đã đến phòng nha mọi người. Đây phòng nhà mình đây. Tiền ơi, màu tao làm biết tại sao nó nhỏ, nó sợ ma lắm. Nhưng mà có trên kia cũng có một phần lớn phải không? Để đẹp đẹp. Xin chào, là mình đây. Từ nay bố tao còn quay từ ngày này đến ngày mai. Đó lên YouTube. Trời ơi, bà ơi. Chị ơi, có giếp gì trong nhà không nhỉ? Đẹp không ạ? Đẹp. Đẹp không ghê. Ai vừa tặng cho mẹ đi để mình được quay. Ôi giời, tặng quá. Đi lên bên đây, không đáng ở bên đây, phần hóa. Đi nghỉ dưỡng, cái gì đó. Ôi. Xong rồi nhà mình ngồi ăn nhạn. Chiêu. Nhạn hồi nãy mình ăn thử đây, mua 2kg à. Mời các bác ăn nhạn cùng gia đình em nhá. Đây chụp hình nhá. Nay nhà mình đi du lịch mà trời đổ mưa mà người ạ. Tới được hơn tiếng mà trời đổ mưa thế này thì sao đi đâu được nhỉ? Các bác nhỉ. Đây thì phòng đẹp, view cũng thấy đẹp.
hồi em lên review hồ tạm hồ bơi cho mọi người xem với là phòng xông hơi nha mọi người. Có phòng tập gym này mọi người. Phòng này thì nó rất rẻ lắm mọi người ạ. Một đại gia đình ở thì cũng đẹp luôn á. Nó có cái 3 cái giường. Một ngày có 600 ngàn này. Nếu mà biết đặt thì còn có 500 ngàn à. Đây nên review hồ bơi tên lầu 36 cho mọi người xem. Đó, lầu 36 ấy, hồ bơi ấy. Mà đang mưa. Mưa này chả ai bơi cả. Lầu 36 hồ bơi. Đây là cái gì? Trong này là phòng tập gym. Phòng gym. Trời mưa quá các bác ạ. Chắc ngồi hơn tiếng 2 tiếng là đi ăn tối. Em đứng trên lầu 36 nhìn xuống nha. Đây là nhà vệ sinh này. Đây là phòng xông hơi này. Phòng xông hơi nha mọi người đấy. Xông hơi đã. Ui, có đèn nóng lắm. Đẹp đấy. Thôi review cái này xong rồi, xuống chuẩn bị đi ăn thôi bác ạ. Nãy em bắt đầu bấm cầu thang đi xuống đi ăn nha mọi người. Chắc là đi qua bánh khọt của ba thôi. Bánh khọt gốc cây vú sữa hồi trưa nhà mình ăn này, nhà mình ăn không có hợp. Cho nên không biết mọi người ăn thế nào, nhưng mình ăn cảm thấy không có vừa miệng. Giờ bắt đầu đi qua bánh khọt của ba để cho con gái nó thưởng thức với mẹ mình thưởng thức. Hai vợ chồng mình thì đi ăn nhiều rồi ba. Chứ mình mẹ mình với con gái ít đi cho nên hôm nay cho ăn thử. Đây tới nơi bánh khọt của ba rồi này. Nhà mình vô đã nhá. Vô mình coi ăn món gì cho tối đỡ đói. Nhà mình đi hơi sớm nên có vẻ ít khách hơn. Sao mình ngồi đây em? Ok. Vì đợt trước nhà mình đi ăn đây đông lắm. Đi không có chỗ ngồi luôn ấy.
trà nóng, hai ly trà nóng, hai ly trà nóng. Nước ở nhà có rồi. Đấy. Mẹ để tí tiểu rồi. Đây sạch. Chú gọi. Vợ mình gọi một đĩa bánh khọt cho con bé với mẹ mình ăn thử có ngon hơn của hồi trưa ăn không đấy. Gọi cho ăn thử nghĩa là ăn đi ăn gọi món món khác. Mọi người cái là đi ăn đi. Ăn chấm đi. Hai vợ chồng mình thì ăn bún cá nha, mẹ mình thì ăn cơm sườn, còn con gái thì nó ăn bún thịt nướng. Ăn xong thì cả nhà mình bắt đầu đi dạo phố nha mọi người. Đây, cụm tàu về đêm này. Đi dạo phố vòng vòng coi có cảnh nó đẹp. Tập trung đâu hết rồi. Vợ chồng nhà chú Đông này, vợ chồng nhà đây này. Đầu cái đông là đầu này này đang đi tới này. Tới đây thì nhà mình xuống xe hết rồi. Giờ mình đi gửi xe để mình đi lại đến quảng trường ngay bãi sau của Vân nha mọi người. Đây đang đi dạo phố này. Đây cụm tàu người ta bán nước ở ngoài biển, bãi biển đây mọi người nhá. Đây biển cụm tàu về đêm. Bài sau Thủy Vân này. Bầy chuột. Bà làm bộ không? Em hỏi bà làm bộ mua cho bà bộ. Đi mua cho con gái bộ bikini cho nó mai nó tắm hồ bơi nha mọi người. Buổi tối hồi sáng đi tắm người ta không cho tắm. Mặc đồ đùi người ta không cho tắm, phải có bikini nó mới cho tắm cơ. Đây là chợ đêm à? Đúng rồi, chợ đêm. Em ơi cho này để cho xem nó cái cây cú này, chơi bột trắng này nó đẹp này. Đây là chợ đêm Vũng Tàu nha mọi người nhá. Đây, mua quà lưu niệm, mua gì đầy đủ trong này hết nhá. Xuống đây mà mua thì thôi chứ giá cắt cổ luôn mọi người. Giá ơi mắc luôn. Đúng là khu du lịch nó khác.
này đẹp đấy này. Quà lưu niệm. Cái này là cái massage đầu nha mọi người. Đây, ai đau đầu hay là cái gì để lấy cái này mà làm để bớt đau đầu. Rồi nhà mình đi vòng dạo phố rồi bắt đầu về nha mọi người, về phòng nằm thôi. Phòng nằm ngày mai đi vòng vòng rồi đi về thôi. Hai ngày đêm về được rồi. Chào các bác nha, buổi sáng nha. Sáng sớm em đã có mặt tại hủ tiếu mực ông già nha, để đi ăn sáng đại gia đình nha. Đây, giờ đi ăn vô hủ tiếu đây. Đây, bàn nhà em đây, một bàn dài đây. Đây là món hủ tiếu mực đây nha mọi người. Này, đặc sản đấy. Mấy đứa này có thấy máy hình là nó xin chào mọi người nha, xin chào 1.000 người đang xem. 2.000 người. Hiện tại thì Thảo Xuân và Tiên Lê cùng gia đình đang ở củ tú mực ông già tại cái tàu xe điện. Xe điện thì sẽ ở bên nhà nha. Dạ. Chào tạm biệt Vũng Tàu nha. Nhà tớ lại đi về đây. Nhà em ăn xong rồi bắt đầu lại đi về lại Biên Hòa nha mọi người. Đây, chào tạm biệt Vũng Tàu nha. Vợ chồng em lại lên đường đây. Vâng, video em đến đây là kết thúc nha. Mong các bác ủng hộ video em nha. Các bác xem cho em một like, một đăng ký để em làm thêm video nha. Chào các bác. Thank you.